đã nhiều năm nay. Cô trò tại trường mẫu giáo Sơn Ca ở xã An Thạnh, huyện Cù Lao Dung phải đi mượn nơi để dạy và học. Diện tích chưa đầy 20m² với 17 cháu. Cơ sở hạ tầng hạn chế, dụng cụ học tập thiếu thốn. Bởi dù có được trang bị đầy đủ thì cũng chẳng biết để vào đâu khi mà phòng ốc quá chật hẹp. Nơi vui chơi ngoài trời cho các cháu là khoảng rất nhỏ, mà dù đang là mùa khô nhưng vẫn có chỗ sình lầy. Còn cái phần hạn chế nữa là do phòng vệ sinh của lớp là ở phía sau đó là của trường là bị hư, cho nên các em là chủ yếu đi vệ sinh ở bên ngoài. Rồi những cái mùa mưa rồi nước ngập là các em đi rất là khó khăn. Còn phòng học ở trường mẫu giáo Hướng Dương ở ấp 6 Thử, xã Đại Ân 1 là một phần nhà dân cho mượn tạm. Sân chơi là một góc vườn nhà. Thật khó có thể nghĩ nơi này lại là một lớp mẫu giáo với gần 17 cháu sinh hoạt và vui chơi. Thì khi mà mượn nhà dân lúc người ta chưa có làm gì thì người ta cho mình mượn. Còn lúc mà người ta làm có những công việc gì đó thì mình phải dời đổi. Mình dời đổi đến nay thì ở điểm đây chúng tôi đã dời đổi 3 lần rồi. Và mỗi lần dời đổi như vậy thì cái khó khăn cho phụ huynh là đưa đón trẻ đến trường. Rồi khó khăn cho giáo viên là phải thay đổi cái vị trí lớp. Rồi các biểu bản, rồi các đồ dùng dạy học phải luân chuyển. Rồi trẻ, tâm lý của trẻ nó cũng không có ổn định nữa. Những trẻ mầm non, mẫu giáo là lứa tuổi cần nhận được sự chăm sóc chu đáo. Nhưng với môi trường học tập như thế này, thật khó để đảm bảo cho sự phát triển thể chất toàn diện của trẻ và cũng gây tâm lý e ngại cho phụ huynh khi đưa con em đến lớp. Bà khó khăn rồi lắm vậy đó, người học như chỗ này nó cũng không có ổn định cho con mình rồi vậy đó. Mình muốn có như có nơi có chỗ rồi học cho nó dễ dàng hơn. Hiện nay thì ủy ban huyện cũng đã thống nhất rồi, yêu cầu phòng dục đào tạo rà soát lại các điểm trường này để mà có kế hoạch bố trí xây dựng trong cái thời gian sắp tới để cho các em bậc học mẫu giáo có cái điều kiện học tập cũng như là sinh hoạt cho nó phù hợp với cái đặc thù cấp học trong cái thời gian sắp tới. Mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được chính phủ phê duyệt là tới năm 2015 sẽ đạt 100% tỉnh thành đạt phổ cập. Lộ trình triển khai đề án này đã sắp kết thúc năm thứ tư, nhưng có lẽ vẫn còn đó quá nhiều khó khăn. Chính vì thế sự phát triển giáo dục mầm non vẫn đang là bài toán nan giải, không chỉ riêng ở Sóc Trăng hay khu vực đồng bằng sông Cửu Long.